Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bầu cử Mỹ, Trump có thể thua nhưng chủ nghĩa Trump chỉ mới bắt đầu. Ý tưởng này đã xuất hiện trong một số bài bình luận hình dung ra chiến thắng của ứng cử viên Biden của Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng chia sẻ như vậy. Với việc Biden được xác nhận làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ, do đó đưa Donald Trump vào vị trí Tổng thống một nhiệm kỳ, ý nghĩa đầy đủ với chủ nghĩa Trump sẽ tồn tại chỉ mới bắt đầu được cảm nhận. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump khổng lồ được dựng lên trong lễ hội hóa trang đường phố ở Ý từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3. Biden đã sẵn sàng tiếp quản Nhà Trắng khi giành được nhiều phiếu bầu nhất từng có cho một ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng kết quả này cũng cho thấy Donald Trump đã mở rộng sự ủng hộ ở các khu nông thôn và có khả năng cứu được đa số thượng viện của đảng của ông trong quá trình này. Chủ nghĩa Donald Trump, một học thuyết bao gồm sự pha trộn mạnh mẽ của sự thô lỗ, chủ nghĩa dân tộc kinh tế, chủ nghĩa chuyên chế, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa độc tài, tiếp tục được nhiều người ngưỡng mộ. Đây là nội dung được bài báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng chia sẻ. Kết quả mới nhất cho thấy Donald Trump đã giành được hơn 70 triệu phiếu, tương đương 48% tổng số phiếu bầu, bất chấp một số dự đoán có làn sóng xanh do cách xử lý tồi tệ của chính quyền Donald Trump đối với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Như nhà bình luận chính trị Luxi của Finance Times viết trong một bài báo trước cuộc bầu cử, các thành phần dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa Trump ở Hoa Kỳ sẽ không sớm biến mất như tính đảng phái cuồng nhiệt trong nước, sự tuyệt vọng của tầng lớp lao động, sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự bất an của tầng lớp trung lưu. Daniel Schneider, một học giả về chính sách đối ngoại của Mỹ ở châu Á tại Đại học Stanford đã nói như sau. Sức mạnh hiện nay của phong trào chủ nghĩa Trump chủ yếu sẽ được cảm nhận trong chính đảng Cộng Hòa, nơi các nhà lập pháp sẽ miễn cưỡng phản đối Trump vì khả năng thống trị được khối cử tri ủng hộ then chốt của ông. Các nhà phân tích trên khắp thế giới cũng hoàn toàn nhận thức được thực tế chính trị này. Thì Tinan, một học giả về khoa học chính trị từ Đại học Chung Lông Kho của Thái Lan, nói rằng nếu Biden tha thiết muốn hàn gắn những rạn nứt giữa hai đảng phái với mục tiêu thúc đẩy cơ hội cho đảng của mình trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ năm 2022, ông sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giữ lại một số sáng kiến và chương trình của Donald Trump. Vậy ảnh hưởng kéo dài của chủ nghĩa Trump sẽ có tác động gì đối với châu Á trong kỷ nguyên của một tổng thống Biden? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh hình nộm của ông Trump cũng xuất hiện ở lễ hội Carnival lần thứ 133 ở Nantes, Pháp. Trong cuộc phỏng vấn với giới phân tích chính trị Hoa Kỳ, học giả và nhà ngoại giao về châu Á cho thấy dấu hiệu rõ ràng nhất về ảnh hưởng của Trump sau ngày 20 tháng 1 sẽ được nhìn thấy trong chính sách thương mại. Các nền kinh tế thương mại của châu Á như Nhật Bản và Singapore và những người ủng hộ thương mại tự do của Mỹ nuôi hy vọng rằng nếu Biden chiến thắng, ông sẽ nhanh chóng đưa nước Mỹ trở lại bàn đàm phán để hồi sinh Hiệp ước Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà Trump đã bãi bỏ trong vòng vài tuần sau khi nhậm chức. Franz Lavin, đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore từ năm 2001 đến năm 2005, nói với This Week in Asia trong đêm bầu cử rằng dấu hỏi lớn nhất và duy nhất đối với chính sách thương mại của Biden là lập trường của ông về TPP, đứa con tinh thần của cựu Tổng thống Barack Obama, ông sếp cũ của Biden. DeVos, giám đốc điều hành công ty tư vấn Asia Trader Center, đưa ra ba lý do tại sao lực lượng Trump học sẽ ngăn cản Biden, thậm chí khỏi tơ tưởng đến tham gia vào Hiệp ước Đa phương. Enz nói rằng, ngay từ đầu, Biden sẽ gặp khó khăn để Thượng viện phê chuẩn các quan chức Bộ Thương mại và có khả năng bị đồng minh của Trump là McConnell kiểm soát. Ông cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn với thẩm quyền quảng bá thương mại, một cơ chế cho phép chính quyền đương nhiệm gửi các thỏa thuận thương mại tới Quốc hội để lấy phiếu trực tiếp mà không cần sửa đổi, sẽ cần gia hạn vào cuối tháng 6 này. Ngoài ra, nếu Biden muốn có một thỏa thuận thương mại đa phương trong chương trình nghị sự của mình, ông ấy phải trình bày với Quốc hội sớm nhất là vào quý 2 năm 2021. Đây là hình ảnh hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Biden. Thượng viện do McConnell lãnh đạo có khả năng không chấp thuận điều này cho Biden. Thật vậy,
Thượng viện có thể sẽ trao cho chính quyền mới rất ít không gian lập pháp. Em dự đoán là Thượng viện sẽ thông qua tất cả trừ TPP và TPA vào năm 2021 trước khi trở nên làm càng ngày càng khó khăn hơn. Và không gian cho Biden xoay sở sau Donald Trump sẽ luôn bị hạn chế. Chuyên gia thương mại kỳ cựu này đã nhận định như vậy. Di sản của Donald Trump có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến Biden trong các khía cạnh của các chính sách đối ngoại, đặc biệt là khi nói đến Trung Quốc. Nhiều người nói rằng ông Biden sẽ giữ được sự cứng rắn của Trump với Bắc Kinh nhưng tránh cách tiếp cận hiếu chiến. Tuy nhiên, Snyder đã cảnh báo các phe cánh của Đảng Cộng Hòa ủng hộ Trump có khả năng tấn công bất kỳ bằng chứng nào họ thấy hoặc tạo ra về việc Biden mềm mỏng với Trung Quốc. Do đó, có thể buộc Tổng thống mới phải thận trọng về việc thay đổi đường lối này. Và một số nhà phân tích cho rằng sự thất bại của ông Donald Trump mang màu sắc cá nhân, nói như cây bút David của CNN rằng chính Donald Trump đánh bại Donald Trump. Nhiều cử tri cho biết họ ủng hộ các chính sách của ông nhưng lại không thích cá tính của ông, cũng như cách nhà lãnh đạo này thường xuyên sử dụng tweet chỉ trích các nhân vật bất đồng ý kiến. Mike Murphy, chiến lược gia từng làm việc cho chiến dịch tranh cử của nhiều ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhận xét như sau. Nhiều cử tri thất vọng với ông Trump hơn là với hệ tư tưởng của Đảng Cộng Hòa. Ông Murphy cũng cho rằng cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống dường như tách bạch với cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện. Và cuộc bầu cử cho thấy phân cực sâu sắc trong lòng nước Mỹ, dù số người đi bầu cao kỷ lục kể từ năm 1900, nhưng họ không có được nguyện vọng chung với Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Đây là hình ảnh hình nộm của Trump tại hội giả trang ở Düsseldorf, Cộng hòa Liên bang Đức. Tổng thống Trump thì vẫn giành được nhiều phiếu bầu từ các khu vực mà ông có sự ủng hộ vững chắc, đó là sự vùng nông thôn và thị trấn nhỏ ở Mỹ. Còn Biden cũng nhận được nhiều phiếu bầu từ căn cứ của ông ở thành thị và ngoại ô nước Mỹ, trong khi có được thêm sự ủng hộ ở một số khu vực nông thôn. Mỗi đảng phái cũng có những ưu tiên riêng, các cử tri sống ở những cộng đồng khác nhau có mối quan tâm khác nhau và ngay cả hình thức bỏ phiếu cũng khác nhau. Ông Rahm Emanuel, cựu thị trưởng thành phố Chicago, từng là chánh văn phòng của Tổng thống Barack Obama đã nói tiếp như sau. Sự phân cực vẫn diễn ra bất kỳ kỳ vọng nào của con người. Nhiều ý kiến cho rằng nếu ông Biden thắng, Đảng Dân Chủ sẽ thắng ở Thượng viện. Còn nếu ông Trump thắng, Đảng Cộng Hòa sẽ giành quyền kiểm soát. Và điều này thì lại rất khó xảy ra. Và cuộc sống không chỉ xoay quanh hai vấn đề, nó phức tạp hơn rất nhiều. Ông Rahm Emanuel đã nói thế. Florida, bang bỏ phiếu cho ông Trump, ủng hộ quan điểm của ông về việc mức lương tối thiểu nên do mỗi bang tự quyết định. Illinois, bang bỏ phiếu cho ông Biden, lại ủng hộ giảm thuế thu nhập lũy tiến. Còn California, bang có đông đảo cử tri thuộc tầng lớp lao động, đã bỏ phiếu chống lại sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Ông Rahm Emanuel cho rằng Đảng Dân Chủ có lẽ đã mắc sai lầm khi họ không đưa ra những kế hoạch rõ ràng hơn về cách thức tái thiết nền kinh tế song song với việc thực hiện nỗ lực hạn chế sự lây lan của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thay vì đó, một số thành viên trong đảng này lại ủng hộ việc mở rộng tòa án tối cao và đề xuất giải pháp chấm dứt sự tranh chấp tại Thượng viện. Những đề xuất này có thể làm dấy lên lo ngại một đảng sẽ nắm quyền kiểm soát lưỡng viện. Đây là hình ảnh ông Biden tiếp tục giành chiến thắng ở bang Georgia, củng cố chiến thắng tới 306 phiếu đại cử tri. Tổng thống Donald Trump đã nói đến sự mệt mỏi của người dân khi phải chống chọi với viêm phổi Vũ Hán. Nếu Đảng Dân Chủ nhanh chóng đưa ra được các giải pháp cấp thiết để khôi phục nền kinh tế và kiểm soát COVID-19, thì chuyện đó đã khác đi. Ông Rahm Emanuel đã nói như thế. Kể từ khi tiến hành vận động tranh cử, ông Tổng thống Donald Trump đã hỗ trợ đáng kể cho các ứng viên Cộng Hòa tranh cử vào Thượng viện và Hạ viện. David Altshuler, cựu cố vấn của Tổng thống Obama cho biết như sau. Tổng thống Trump đã giúp đỡ các ứng viên của Đảng Cộng Hòa bằng cách thúc đẩy các cử tri tại căn cứ địa của đảng này đi bỏ phiếu. Tại những bang và hạt ủng hộ Đảng Cộng Hòa, số cử tri đi bầu cử tăng đột biến. Một số nhà phân tích cho rằng khó có tổng thống nào duy trì được sự trung thành vững chắc từ chính đảng của họ như ông Trump. Một cuộc thăm dò của Star cho thấy rằng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tăng dần đều trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa suốt 4 năm nay và vượt qua mốc 90%. Và ngay cả khi ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhiều thành viên đảng này vẫn đang đứng về phía ông và cho rằng có sự gian lận trong quá trình bầu cử và quyết tâm thực hiện các thủ tục pháp lý để thách thức kết quả bầu cử.
và nhiều cử tri Cộng Hòa thì thích cuộc đàm phán cứng rắn của ông về vấn đề thương mại và việc yêu cầu các quốc gia khác phải chi trả nhiều hơn cho quốc phòng. Họ cũng đánh giá cao những thành tựu mà ông đã đạt được, đặc biệt là một nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ ở thời điểm trước khi đại dịch viêm phổi bùng phát. Đây là một trong những hình ảnh Photoshop, tức là ảnh làm lại của những người quá ủng hộ ông, gọi là phe của ông Trump. Sau khi ông Trump nhận được sự ủng hộ của hơn 70 triệu cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử vào tuần trước, các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa cho biết ảnh hưởng của ông vẫn còn kéo dài, đặc biệt là khi thiếu vắng một người kế nhiệm có phong cách và hoài bão giống như ông. Dù là nhân vật nhiều lần chỉ trích ông Trump, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Mitt Romney tại bang Utah vẫn phải thừa nhận như sau. Ông Trump là người có tiếng nói mạnh mẽ nhất và có tầm ảnh hưởng lớn đối với Đảng Cộng Hòa. Tôi tin rằng tuyệt đại đa số những người bỏ phiếu cho ông Trump đều muốn đảm bảo các nguyên tắc và chính sách của ông ấy được tiếp tục. Và ảnh hưởng của ông ấy sẽ không biến mất. Và nhiều lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa không đổ lỗi cho ông Trump về những thất bại của đảng này. Trái lại, họ luôn tin tưởng chủ nghĩa Trump và cho rằng ông ấy đã vực dậy sức mạnh và củng cố vị thế của đảng trong cuộc đua vào Hạ viện. Sự ủng hộ đó cho thấy phong cách cùng quan điểm chính trị của ông vẫn luôn trở thành trung tâm, bất chấp việc ông Trump nhiều lần phá vỡ các quy tắc của Đảng Cộng Hòa và có một nhiệm kỳ tổng thống đầy sóng gió. Tại Thượng viện thì các thành viên đầy tham vọng như Thượng nghị sĩ Joyce và Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã thể hiện sự đoàn kết với Tổng thống. Còn những ngôi sao đang lên của đảng này coi chủ nghĩa Trump như một hình mẫu để xây dựng phong trào quốc gia của một Đảng Cộng Hòa thời đại mới. Theo nhận xét của Steve Smith, một chiến lược gia Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa, người đồng sáng lập dự án Lincoln như sau. Ông Trump đã thất bại, nhưng chủ nghĩa Trump thì không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 11 năm 2020 với bản tin Bầu cử Mỹ, Trump có thể thua, nhưng chủ nghĩa Trump chỉ mới bắt đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.